Câu hỏi tiếp theo, tôi là nam giới và bị hói đầu, như vậy phức hợp dinh dưỡng tóc và móng có giúp cho tôi cải thiện được tình trạng này không? Câu trả lời rằng với những chân tóc đã bị chết thì phức hợp dinh dưỡng là tóc và móng sẽ không có tác dụng đối với những phần này. Tuy nhiên, sản phẩm này sẽ giúp cho các bạn có thể giảm được cái tình trạng gãy rụng của những phần tóc còn lại. Same, hey, survive, same, hey, survive, same, hey, survive, same, hey, survive.